đào mộ chôn Zelensky, Nga kìm chân lính Ukraine, hai bên sườn chiếm thêm lãnh thổ Bakhmut. Tại trung tâm, Moscow dồn dập tấn công Kiev, Italia sợ hãi hối thúc người dân rời thủ đô. Đưa ra dự đoán nhầm về tương lai, phương Tây vô tình đẩy ông Zelensky xuống hố tử thần. Cảnh báo nguy hại, Nga lên ám âm mưu khủng bố muốn giết người của Ukraine. Đường cùng bế tắc, Ukraine lấy siêu xe làm xe quân sự trong bối cảnh cạn kiệt khí tài. Nói về cách kết thúc giao tranh, chuyên gia cho rằng thỏa thuận của Nga với phương Tây là chìa khóa chấm dứt xung đột. Về phía mình, Nga thắt chặt an ninh chuẩn bị cho lễ duyệt binh mừng ngày chiến thắng. Cùng với đó, Tổng thống Putin cố gắng dùng cuộc diễu hành ngày chiến thắng để tăng ảnh hưởng của Nga ở Trung Á. Diễn biến khác, hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Sofia sau vụ xả súng hàng loạt. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự quốc tế của TBS nâng tầm kiến thức. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo các mũi xung kích của quân Nga tiếp tục tấn công chiếm thêm đường phần phía tây ngoại vi Bakhmut, có quân dù yểm trợ kìm chân Ukraine ở hai bên sườn thành trì chiến lược miền đông này. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, ở hướng Donetsk, các phân đội xung kích tiếp tục tiến hành cuộc tấn công ở phía tây ngoại vi thành phố Bakhmut. Quân dù hỗ trợ họ và kìm chặt các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine ở hai bên sườn. Đòn tấn công của lực lượng tác chiến, chiến thuật và hàng không quân đội, hỏa lực pháo binh của nhóm phía nam đánh bại các đơn vị của đối phương tại các khu dân cư Krasnoy, Bogdanovka, Stubokhi và Chashevya của Donetsk. Trên hướng Donetsk, trong một ngày, đêm qua các đơn vị thuộc nhóm phía nam của Nga đã tiêu diệt hơn 380 binh sĩ và lính đánh thuê của Ukraine, phá hủy 15 thiết bị kỹ thuật và 2 kho đạn dược, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng xác nhận các lực lượng Nga giành được lợi ích chiến thuật trên các mặt trận Adivka, Bakhmut và Liman. Nền tảng truyền thông Military Media Center của lực lượng phòng vệ Ukraine do Bộ Quốc phòng nước này điều phối thông báo. Đối phương gần đây đã tiến hành các hành động tấn công trên các mặt trận Adivka, Bakhmut và Liman, đạt được những bước tiến chiến thuật ở đó. Đồng thời, Moscow đang tích cực phòng thủ trên các mặt trận Kupiansk, Novopavlivka, Orkhiv và Perinipolia. Trích dẫn các cuộc tấn công tên lửa ngày càng ác liệt từ Nga, trong một thông điệp được đăng trên trang web Viagres Security đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Ý ở Kiev đã khuyến cáo và kêu gọi công dân của họ rời khỏi Ukraine ngay lập tức. Theo đài AT, trong thông điệp được đăng tải hôm 8 tháng 5 trên trang web Viagres Security do Bộ Ngoại giao Italia quản lý, Đại sứ quán Italia nhấn mạnh, những công dân Italia vẫn còn ở Ukraine được khuyến nghị nên sử dụng các phương tiện sẵn có, bao gồm cả tàu hỏa, để rời khỏi đất nước này ngay lập tức, vào thời điểm lệnh giới nghiêm chưa có hiệu lực. Cần hết sức thận trọng, tất cả các chuyến đi đến Ukraine trong bất kỳ trường hợp nào đều không được khuyến khích. Các đại diện ngoại giao của Italia lưu ý thêm, những vụ tập kích bằng tên lửa đã được ghi nhận ở cả thủ đô Kiev và trên khắp Ukraine. Rome đã triệu hồi các nhân viên không thiết yếu ở đại sứ quán tại Kiev về nước hồi năm ngoái, khi Moscow bắt đầu mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng. Nhà chức trách Italia đồng thời hối thúc các công dân tránh hai khu vực Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine, cũng như Crimea, bán đảo đã sáp nhập vào Nga năm 2014. Ủng hộ Ukraine, kể từ đầu chiến sự đến nay, Mỹ cùng đồng minh liên tục đưa ra các nhận định và cảnh báo về viễn cảnh thua cuộc của Moscow. Nói về điều này, nhà báo người Anh Michael Day đã chia sẻ, những dự đoán của phương Tây về Nga chắc chắn không thành hiện thực. Ngay từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine, truyền thông phương Tây và nhiều chuyên gia đã lập tức đùa nhau dự đoán về thất bại của Nga, đồng thời phóng đại cơ hội thành công của Ukraine. Theo nhà báo Mike Kunday, những dự báo khủng khiếp như vậy về tương lai của Liên bang Nga chắc chắn sẽ thất bại bởi vì tình hình thực tế hoàn toàn khác. Ý kiến này được đưa ra trên ấn phẩm iNews. Ukraine không chỉ dần trở thành kẻ ngoài cuồng trong trận chiến này, thời gian cũng không đứng về phía họ, tác giả bài viết trên tờ báo Anh tin tưởng. Các nhà phân tích tại Mỹ và châu Âu đã đưa ra rất nhiều dự đoán về Nga cũng như tương lai của Moscow. Hầu hết họ đều đảm bảo rằng nhà nước Nga sẽ bị phá hủy và điều này lẽ ra phải đến từ nhiều tháng trước. Tuy nhiên, cuối cùng không có gì xảy ra như vậy. Người phụ trách chuyên mục của tờ iNews tuyên bố rằng sự nhiễu loạn thông tin như vậy không giúp ích được gì. Hơn nữa, theo cách này, các nước phương Tây còn gây hại cho Ukraine mà không nhận ra điều đó. Thực tế là Mỹ và Liên minh châu Âu đặt quá nhiều kỳ vọng vào Kiev, và họ khó có thể biện minh cho hành động của mình, ông Mike Kunday nhận xét. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua, Nga đã lên án phát ngôn của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov nói rằng Ukraine sẽ tấn công người Nga ở bất cứ nơi nào trên thế giới cho đến khi Kiev giành được chiến thắng hoàn toàn.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8 tháng 5 cho rằng những lời đe dọa của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov đã trực tiếp xác nhận Kiev có liên quan đến các âm mưu tấn công khủng bố. Bình luận này được đưa ra nhằm đáp trả phát biểu của ông Budanov vào tuần trước, trong đó khẳng định chúng tôi sẽ hạ gục người Nga và tiếp tục tấn công họ ở bất cứ nơi nào trên thế giới cho đến khi Ukraine giành được chiến thắng hoàn toàn. Ông Budanov đưa ra tuyên bố này sau khi được hỏi liệu Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine có liên quan đến vụ sát hại Daria Dugina, một nhà báo kỳ cựu và là con gái của nhà triết học nổi tiếng người Nga Alexander Dugin vào năm 2022 hay không. Ông Dmitry Peskov nói, đây là tuyên bố thực sự đáng lên án. Những gì mà ông Budanov nói chính là sự xác nhận trực tiếp rằng chính phủ Ukraine không chỉ tài trợ cho hoạt động khủng bố mà còn là bên trực tiếp tổ chức các hoạt động này. Quan chức Nga cho biết thêm, các cơ quan mật vụ của nước này sẽ thực hiện những công việc cần thiết để chống lại các tuyên bố như vậy. Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định, Nga lên án mạnh mẽ tuyên bố của ông Budanov, đồng thời sẽ theo dõi phản ứng của Mỹ và các nước châu Âu khác trước cam kết của Ukraine. Giữa lúc chiến trường ngổn ngang, kho vũ khí cạn kiệt, một nhóm tình nguyện viên Ukraine đã biến một siêu xe Porsche thành phương tiện quân sự công nghệ cao phục vụ cuộc chiến chống lại Nga. Các nhà tài trợ Đức đã tặng siêu xe trị giá ít nhất 70.000 đô la Mỹ cho đội vận hành Car for Ukraine tại Ukraine vào tháng 4. Theo các nguồn tin, đội này đã chuyển đổi siêu xe Porsche Cayenne SUV 3.0 thành xe quân sự phục vụ các trận chiến của Ukraine chống lại các lực lượng Nga. Khi nhận được chiếc Porsche này, đội của chúng tôi đối mặt thách thức là tìm ra cách tốt nhất để sử dụng chiếc xe sang trọng này. Ông Roman Habachilo, đồng sáng lập nhóm Car for Ukraine cho biết. Thông thường, đội sẽ lắp các xe tải dân sự bằng cách gia cố thân xe bằng các thấm sắt để bọc thép cho xe và còn lắp thêm giá đỡ ở phía sau cho súng máy hoặc vũ khí chống tăng Javelin, Enlaf và Stinger. Nhưng với siêu xe Porsche lại khác, hiện nó đã được cải tiến thành một phương tiện quân sự công nghệ cao, sẵn sàng chiến đấu. Xe này có camera quan sát ban đêm nên khi cần lái xe vào sát phòng tuyến địch, các chiến sĩ có thể tắt đèn mà vẫn tìm được đường đi. Kho chứa vũ khí đã được trang bị cũng như hệ thống Internet Starlink, vì vậy chỉ huy chiến đấu sẽ luôn được kết nối với các sĩ quan và binh sĩ. Nhận định về viễn cảnh tương lai, Ibrahim Kalin, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về chính sách đối ngoại, tin rằng xung đột giữa Moscow và Kiev thực chất là xung đột giữa Nga và phương Tây. Vì vậy, nó chỉ có thể được giải quyết bằng cách đạt được một thỏa thuận chiến lược. Cuộc chiến này sẽ không kết thúc với lợi ích về lãnh thổ, mà với một thỏa thuận an ninh mới giữa hai khối toàn cầu. Kalin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Hapetak TV vào Chủ nhật, quan chức này thông báo ông đã thảo luận vấn đề trên và nắm được lập trường của Moscow với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Nga gần đây. Ông Kalin thừa nhận, mặc dù bản thân Turkey đang nỗ lực để đạt được quan điểm của một thỏa thuận như vậy, nhưng bầu không khí quốc tế hiện tại đang ủng hộ giao tranh hơn là hòa bình. Các cường quốc muốn cuộc chiến này tiếp tục, ông nói thêm mà không nêu tên các bên ủng hộ xung đột có chủ đích. Chiến sự đang diễn ra giữa Nga và Ukraine đã trở thành một giai đoạn nóng trong cuộc xung đột rộng lớn hơn giữa Moscow và phương Tây tập thể. Kalin giải thích, mô tả cuộc đối đầu là chiến tranh lạnh 2.0. Ông Kalin lưu ý rằng, trong khi Nga rõ ràng đã cố gắng tránh hành động thù địch khi đưa ra một thỏa thuận an ninh toàn diện ngay trước khi xung đột nổ ra, phương Tây đã bác bỏ thỏa thuận này. Quan điểm của Kalin dường như gợi nhớ đến những tuyên bố lặp đi lặp lại của các quan chức hàng đầu Nga, những người đã nhiều lần mô tả các hành động thù địch đang diễn ra như một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Nga và phương Tây, chỉ đơn thuần được tiến hành dưới bàn tay của người Ukraine. Hãng tin Reuters cho biết, Nga chuẩn bị tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng 9 tháng 5 với an ninh được thắt chặt sau hàng loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV, đặc biệt là vụ tấn công vào Điện Kremlin mới đây. Ngày chiến thắng là một trong những ngày lễ quan trọng của Nga. Mọi người nhân dịp này tưởng nhớ người đã chết trước khi Liên Xô và phương Tây đánh bại phát xít Đức năm 1945. Kỷ niệm ngày chiến thắng năm nay diễn ra trong bối cảnh Nga hứng chịu hàng loạt vụ tấn công bằng UAV. Chấn động nhất phải kể đến vụ tấn công Điện Kremlin mà Moscow cáo buộc do Mỹ cùng Ukraine thực hiện xảy ra vào ngày 3 tháng 5 vừa qua. Theo truyền thống, Tổng thống Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng cùng nhiều quan chức cấp cao khác sẽ dự lễ duyệt binh và chứng kiến nhiều loại khí tài tối tân từ xe tăng, chiến đấu cơ đến tên lửa liên lục địa di chuyển qua quảng trường đỏ. Tuy nhiên, Reuters cho biết vì lo ngại an ninh, giới chức Nga quyết định bỏ màn bay trình diễn chiến đấu cơ. Cũng xuất hiện thông tin có ít binh sĩ cùng khí tài tham gia lễ duyệt binh vì cuộc chiến tại Ukraine gây thiệt hại nặng nề về nhân lực lẫn vật lực. Trên toàn quốc, nhiều địa phương hủy bỏ hoạt động diễu hành mang chân dung người thân từng chiến đấu chống phát xít Đức. Khi được hỏi về động thái hủy một số hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng, Điện Kremlin chỉ trích Ukraine. Khi phải đối phó với một quốc gia tài trợ cho khủng bố, tốt hơn hết nên thực hiện biện pháp phòng ngừa.
Liên quan đến cuộc duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời những người đồng cấp từ Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan và Uzbekistan tham dự lễ kỷ niệm ngày chiến thắng hàng năm tại Moscow vào mùng 9 tháng 5. Chuyên gia cho rằng mục đích của điều này là nhằm tăng cường tầm ảnh hưởng của Nga tại Trung Á. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên các tổng thống Trung Á gặp Putin sau khi ông bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy tố. Các tổng thống Kazakhstan, Kyrgyzstan, OPEC và Thais được cho là sẽ tham dự cuộc duyệt binh ngày chiến thắng ở Moscow, với một số xác nhận chuyến thăm của họ chỉ một ngày trước sự kiện này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết trong bản cập nhật mới nhất, thông báo muộn cho thấy các nhà lãnh đạo do dự trong việc công khai ủng hộ cuộc chiến, bất chấp những nỗ lực của Điện Kremlin nhằm phô trương quyền lực. Trái ngược với năm ngoái, các tổng thống Belarus và Armenia cũng tham dự lễ duyệt binh trong khi tổng thống Turkmenistan không xác nhận việc tham dự. Năm 2022, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Uzbekistan không tổ chức duyệt binh ngày chiến thắng do lo ngại về sức khỏe từ đại dịch. Putin sẽ có bài phát biểu tại Quảng trường Đỏ, nơi ông sẽ có sự tham gia của các nhà lãnh đạo của một số nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Trong bài phát biểu năm ngoái, ông không đề cập đến Ukraine, nhưng chỉ trích Liên minh quân sự NATO vì đã mở rộng biên giới tới Nga và ca ngợi chủ nghĩa anh hùng của Liên Xô trong việc chống lại Hitler. Tiếp tục bản tin với các diễn biến đáng chú ý khác trên thế giới. Hôm qua, Mỹ thông báo điều tiêm kích tàng hình F-22 đến Estonia để bảo vệ sườn đông NATO và răn đe các hành động hung hăng trong khu vực. Các tiêm kích F-22 đang hỗ trợ nhiệm vụ lá chắn đường không NATO đã tiến hành đợt triển khai chiến đấu linh hoạt, viết tắt là ACE, đến căn cứ Amari, phía bắc Estonia hôm 8 tháng 5 để răn đe các hành động hung hăng tại khu vực biển Baltic. Bộ Tư lệnh tác chiến đường không thuộc Không quân Mỹ ra thông cáo cho biết. Giới chức Mỹ không đề cập đến số lượng tiêm kích F-22 triển khai đến Estonia và thời gian lưu trú tại căn cứ Amara. Không quân Mỹ đầu tháng 4 đã điều động 12 chiến đấu cơ tàng hình F-22 đến đóng quân tại căn cứ Powys ở Ba Lan nhằm hỗ trợ hoạt động bảo vệ sườn đông dài 2.400 km của NATO. Không quân Mỹ cho hay, những đợt triển khai lực lượng chớp nhoáng bên cạnh các đồng minh NATO tại khu vực Baltic cho thấy khả năng sẵn sàng tác chiến của liên quân trên khắp mặt trận châu Âu, cũng như năng lực phản ứng để bảo vệ lãnh thổ NATO. Giới chức Mỹ cho rằng, ba nước vùng Baltic bao gồm Estonia, Latvia và Litva nằm trên cửa ngõ đường bộ, đường không và đường biển trọng yếu, đòi hỏi cách tiếp cận phối hợp giữa các đồng minh để duy trì quyền tự do đi lại trong khu vực. Bộ Quốc phòng Estonia và giới chức Nga chưa bình luận về thông tin. Trong khi đó, đại sứ Philippines tại Mỹ Joe Manuel Manudez cho rằng, những cuộc tuần tra chung ở Biển Đông giữa Philippines và Mỹ cùng một số nước khác có thể bắt đầu rất sớm. Tôi thấy trước được việc đó, ý là tuần tra chung ở Biển Đông sẽ diễn ra rất sớm. Đại sứ Romeo Del nói với mạng truyền hình ABS-CBN News hôm qua, ngày 8 tháng 5. Ông Romeo Del khẳng định cuộc tuần tra chung này nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Trước đó, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nói rằng các cuộc tuần tra chung ở Biển Đông có thể bắt đầu trong năm nay. Theo ABS-CBN News, các quốc gia tham gia tuần tra chung ở Biển Đông là Mỹ, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong tuyên bố chung sau khi Tổng thống Marcos gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng vào ngày 1 tháng 5 trước đó, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cam kết vững chắc của họ đối với tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Họ ghi nhận phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Tại Mỹ, thẩm phán New York đã ra lệnh cấm ông Trump đăng thông tin về nhân chứng, vật chứng liên quan đến vụ truy tố với cáo buộc chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm. Theo phán quyết do thẩm phán Tòa sơ thẩm New York John Merchan đưa ra ngày 8 tháng 5, các thông tin về bằng chứng được cung cấp cho đội ngũ luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump chỉ phục vụ mục đích chuẩn bị bào chữa trong vụ kiện. Phán quyết yêu cầu những người được tiếp cận hồ sơ truy tố không sao chép, phổ biến hoặc tiết lộ nội dung cho bên thứ ba, bao gồm cả đăng lên mạng xã hội khi chưa có sự chấp thuận từ tòa án. Ông Trump chỉ được phép xem hồ sơ khi các luật sư có mặt nhưng bị cấm sao chép, chụp ảnh hoặc tìm cách sở hữu tài liệu này. Thẩm phán Merchan không cho phép ông Trump tiết lộ thông tin về các nhân chứng hoặc vật chứng chống lại ông mà các công tố viên Manhattan đã thu thập được. Điều này sẽ ngăn ông Trump đưa ra các tuyên bố công khai về những cáo buộc ông chỉ đạo chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm Stormy Daniels và những người khác. Đội ngũ luật sư của ông Trump và văn phòng công tố viên Manhattan chưa bình luận về thông tin. Trên thế giới, hàng ngàn người đã tổ chức một cuộc biểu tình chống chính phủ vào cuối ngày thứ hai tại thủ đô Belgrade của Serbia sau hai vụ xả súng hàng loạt trong vòng chưa đầy 48 giờ, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng. Đám đông tập trung tại các thành phố Novi Sad và Niš theo lời kêu gọi của các đảng đối lập.
Họ kêu gọi chấm dứt khẩn cấp việc tiếp tục thúc đẩy bạo lực trên các phương tiện truyền thông và không gian công cộng. Họ yêu cầu cách chức Bộ trưởng Giáo dục Branko Juric, Bộ trưởng Nội vụ Pratislav Gasic và Giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh PIA Alexander Vulin. Đám đông cũng kêu gọi Tổng thống Serbia Alexander Vučić từ chức và bãi nhiệm Ban Quản lý Đài truyền hình Nhà nước Serbia, viết tắt là ATS. Trước đó, Bộ trưởng Giáo dục Branko Juric đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Ana Brnabić vào Chủ nhật. Những người biểu tình đồng thời yêu cầu một phiên họp khẩn cấp của Quốc hội để xem xét trách nhiệm của chính phủ và tình hình an ninh trong nước cũng như các giải pháp lâu dài phải được thực hiện để những việc xả súng như vậy không bao giờ xảy ra nữa. Hạn chót để đáp ứng tất cả các yêu cầu của người biểu tình được ấn định là vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 5. Thưa quý vị, hôm qua mùng 8 tháng 5, Canada trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc vì có hành vi nhắm mục tiêu nhà lập pháp nước này. Ngay lập tức, Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ động thái trên và tuyên bố trả đũa. Sau động thái trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc của Canada, Đại sứ quán Trung Quốc lưu ý, các nhân viên ngoại giao và lãnh sự của Trung Quốc tại Canada luôn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của họ theo các công ước quốc tế có liên quan và các thỏa thuận song phương hai nước. Thay vì bảo vệ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các nhân viên ngoại giao, lãnh sự Trung Quốc, chính phủ Canada đang cố tình hỗ trợ các lực lượng chống Trung Quốc và thực hiện các biện pháp cực đoan đối với các quan chức lãnh sự Trung Quốc. Bắc Kinh sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. Đại sứ cho biết, chúng tôi kêu gọi phía Canada chấm dứt ngay những hành động sai trái của mình và không tiếp tục đi vào con đường phi đạo đức. Nếu Canada hành động liều lĩnh, Trung Quốc sẽ có biện pháp đối phó kiên quyết và mạnh mẽ. Lý Hải Đông, một quan chức cấp cao của Trung Quốc, nhận định với Global Times hôm thứ Ba rằng, lý do cơ bản khiến Canada đưa ra những cáo buộc vô căn cứ chống lại Trung Quốc là nước này đang tăng cường phối hợp chiến lược với Mỹ. Vụ trục xuất mới nhất có thể báo hiệu sự khởi đầu của một loạt động thái ăn miếng trả miếng. Chuyên gia khẳng định nó sẽ trở thành một vòng xoáy đi xuống khi có liên quan đến chính sách Trung Quốc của chính phủ Canada. Điều này sẽ đặt ra nhiều thách thức hơn cho quan hệ Bắc Kinh-Ottawa. Đồng thời, chính sách Trung Quốc trong tương lai của Hoa Kỳ cũng sẽ ảnh hưởng đến các động thái tiếp theo của Canada. Thông tin vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin thời sự quốc tế của TVGN nâng tầm kiến thức ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nhớ ấn like, share và subscribe để nhận những thông báo mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.